lần thứ nhất Tuổi nhỏ lần đầu gặp ma Tôi sống ở Tây Ninh Một tỉnh cũng bình thường trong Nam Còn nhớ những ngày tôi còn nhỏ Khoảng 5-6 tuổi gì đấy Lâu quá rồi cũng chẳng nhớ chính xác năm đó bao nhiêu tuổi Mấy chục năm rồi Chứ ít gì đâu Nhưng chắc chắn lúc đó tôi còn nhỏ lắm Chưa vào lớp 1 nữa Tức là cái thời cởi chuồng tắm mưa Bàn đêm ở trần mà quần đùi mà Lúc đó Hầu như ai cũng nghèo và khu xóm của nhà tôi cũng vậy. Tuy không đến nỗi lục sụp tuốt trong hẻm, nhưng cũng vắng vẻ và tối tăm hệt như những xóm khác thời nghèo khó. Tùy nhà cũng mặt tiền một con đường ở quê, nhưng lúc đó con đường đó chưa trải nhựa như bây giờ. Và dĩ nhiên ánh đèn đường là một thứ mà cả chục năm sau, cả xóm mới được biết. Lúc đó tôi còn ngây thơ vui vẻ lắm, còn nhỏ quá mà, và gần như chưa từng nghe gì về chuyện ma cỏ hoặc có nghe mà quên ngay trong một phút 10 giây. Vì vậy, tôi không hề biết sợ bóng đêm. Mỗi khi nghe người lớn cấm ra ngoài, dù chỉ là ngoài hiên nhà vào ban đêm, tôi nghĩ đơn giản, chắc sợ tôi lèn sang nhà hàng xóm chơi. Mãi sau này tôi mới hiểu. Cái hôm đó, gia đình cúng gì ngoài sân. Tính tôi thờ ơ, không tin mê tín nên chả quan tâm mấy dịp cúng kính linh tinh. Nói thêm một chút về con xóm. Cây cối um tùm, nhà nọ có khi cách nhà kia cả chục mét. Và ở giữa hai ngôi nhà, được coi là gần nhất, thường là một bãi đất trống khá rộng. Cây cối um tùm, từ từng bụi cây cỏ hôi rậm rạp cao ngất, đến những cây bàng, cây gòn, cây bằng lăng sung xuê, và cả tá cây khác mà tôi không biết tên. Ban ngày thì rất mát, chơi trò trốn tìm là hết sảy. Còn ban đêm, ai đi ngang không khỏi cảm giác lành lạnh, dần rợn, mỗi khi đi ngang qua những khu đất trống như vậy nhất là khi ngôi nhà gần nhất có thể thấy được là ánh đèn leo lét tuốt đằng xa. Trong khi xung quanh là một khoảng đất trống lạnh lẽo, đầy những góc tối om và cả những tiếng động lạ đủ để làm những người đàn ông trong xóm ít nhiều bất an. Trở lại, hôm đó gia đình cúng ngoài sân gồm một cái ghế đầu. Trên ghế bày một cái mâm đầy giấy tiền, một ít bánh tây, một đĩa gạo muối nhỏ. Ai ở trong Nam và ở vùng quê hẳn còn nhớ cái cảnh hết sức quen thuộc này Hôm đó trăng sáng mờ mờ, cúng ngoài sân mà sân nhà tôi lúc đó khá rộng. Khoảng cách từ mâm cúng đến nhà tôi khoảng hơn chục bước chân. Đèn thì yếu mà leo lét, cái ánh sáng từ trong nhà hắt ra không đủ để so hết cái sân nhà. Hôm đó người lớn vào trong nhà làm công việc, tôi và chị hai tôi được giao nhiệm vụ canh chừng. Chờ đến khi nhang tàn thì đốt giấy tiền rồi dọn dẹp. Không nhớ vì lý do gì, khi nhang gần tàn thì chị hai vào nhà để một thằng bé con ở một mình ngoài khoảng sân tối om trong khi trăng thì mờ mờ. Mấy bạn cứ tưởng tượng một thằng bé con khoảng 5 tuổi, mặt tròn bụng bự, ở trần mà cái quần đùi chấm bi ở một mình ngoài sân thì hình dung được tình hình nó như thế nào. Trong khi xung quanh nhà toàn đất trống mà hồi đó có biết sợ gì đâu, vẫn vui vẻ chắp tay sau lưng, đi đi lại lại quanh mâm cúng như người lớn. Lúc nhàng gần tàn, chỉ còn một khúc nhỏ nữa là hết sốt ruột quá tôi bất giác ngắm trời ngắm đất cho mau hết thời gian đang nhìn quanh quất thì trời ơi phía mảnh đất trống ngay góc ngã tư có một cây gòn rất to trụi lá chỉ còn trơ cành có một người mặc áo trắng đang ngồi phát vẻo trên tầng cây cao nhất mà quan trọng hơn người đó ngồi gần ngọn của một cành một vị trí đúng ra đã gãy nếu có một người lớn ngồi lên cây gòn đó to cao bằng một trụ cây điện bây giờ mà lúc đó đã quá khuya không ai leo lên một cái cây gòn lớn như thế vào đêm hôm cả tôi còn nhớ rõ cái dáng đó không nhìn rõ mặt nhưng trên người là một màu trắng tinh chỉ có phần đầu là hơi đen đen nhìn không rõ nó ngồi tư thế ngồi trồng hổm vắt vẻo gần đỉnh cây gòn tư thế có vẻ đang rất buồn bã tôi lúc đó nào có biết gì về chuyện ma cỏ hoặc có lẽ từng nghe mà không quan tâm nhưng hôm đó lần đầu tận mắt nhìn thấy cảm xúc thật lẫn lộn chỉ biết rõ tại sao Người đó đêm hôm lại trèo tuốt lên ngọn cây làm gì Tại sao mặc toàn một bộ màu trắng Và làm thế nào Mà khuya khoát như vậy Lại leo được lên cây to như thế Và quan trọng hơn Mới vài giây trước khi nhìn lướt xung quanh Tôi chưa hề thấy ai đang leo cây Đứng hình hết 10 giây Tôi lấy hết can đảm vụt chạy vào nhà Chị hai Chị hai ơi ra đây mau lên Chị hai Ra mau lên chị hai Mãi lúc sau, một người cô của tôi, cô Bảy mới ra. Tôi nắm tay, lưu díu dẫn ra ngoài sân, chỉ tay về cây gòn lớn phía bên kia bãi đất trống, tiêu tít. Bảy ơi, có người trên cây gòn, mặc một bộ đồ trắng, nó ngồi trùm hổm trên cây gòn kia. Có ai đâu? Bảy trả lời gọn lòn. Tôi chừng hừng, cố mở mắt ra nhìn kỹ về phía đó. Cây gòn to, ba tầng nhánh trơ trụi hoàn toàn bình thường dưới ánh trăng mờ. Không hề có bất kỳ thứ gì khác Thôi, dọn dẹp đi kìa. Nhàng tàn lâu rồi mà không đốt giấy tiền. Nhờ của chiêu đó cũng không xong. Đây, địa bánh đây. Mày hoa mắt rồi đấy. Cô bày quả quyết. Tôi ấm ức lắm. Rõ ràng tôi thấy một một mà. Nhưng giờ biết làm sao. Miệng nhai bánh. Vừa đi vừa vào nhà chăm chăm nhìn về phía cây gòn. Vẫn bình thường, vẫn chờ trọi như mọi lần. Sau lưng chỉ còn tiếng dế kêu và chút hơi lạnh từ cái lưng trần lấm tấm mồ hôi. Phần 2. Cái đầu lăn dưới gầm giường. Lại qua một thời gian nữa, lúc này tôi học lớp 1 hay lớp 2 gì đó, vẫn nhớ không rõ, tức là tình hình vẫn y như cũ. Nhà vẫn thưa thớt, đèn vẫn hiếm và lúc này tôi vẫn tương đối ngây thơ. Đã hơi quên quên cái bạn mặc nguyên bộ đồ trắng leo lên cây gòn ngồi vắt vẻo chơi giữa đêm khuya. Nhà tôi khá nhỏ, người thì đông, một bà nội, một ông chú út, ba bà cô và tôi lúc này thì ba mẹ tôi đã ly dị chị hai và anh ba bỏ theo mẹ rồi nhà nhỏ chia làm hai phần một phần coi như phòng khách sau cái vách ngăn là cái buồng ngủ còn một gian nhà xong nữa không liên quan nên không tả do thời đó nghèo điện hiếm hay đắt gì đó mà cả ngôi nhà được soi bằng một cái bóng đèn tròn thành ra cái buồng sau vách ngăn hơi tối tăm nếu không muốn nói là mờ mờ và mọi chuyện cũng vì cái mờ mờ đó mà ra Đêm đó cũng hơi khuya, cả gia đình đang quay quần bên cái tivi trắng đen huyền thoại. Cái tivi được đặt sát vách ngay cửa buồng. Tôi thì ngồi sát bên tivi, còn mấy người khác trong gia đình thì ngồi xa xa, sát cái vách đối diện. Tóm lại là tôi ngồi ngay cửa buồng, có thể quay qua nhìn vào buồng trong một giây, còn những người kia thì không. Cô bảy tôi thì vừa tắm xong, đang đứng soi gương chải đầu trong buồng, đang có tivi vui vẻ thì... Xoảng! Trời ơi! Các bạn có bao giờ thấy ai sợ đến cả người tay xanh chưa? Đó là lần đầu tiên và duy nhất mà tôi từng thấy. Cô bảy tôi, cả người tay xanh, đang luôn cuống nửa muốn chạy, nửa muốn nhảy. Tóm lại, vừa chạy vừa nhảy, hay chạy kiểu nhón gót cùng một người quá sợ, muốn mau chóng thoát khỏi một cái gì đó. Cái gì vậy cô bảy? Cả nhà tôi thấy cảnh đó lao nhào hết cả lên vì biết có chuyện không ổn. Trời ơi, có cái đầu, trong buồng có cái đầu nó đang lăn vào trong gầm giường cả gia đình ao ao xông vào người cầm chổi kẻ cầm ghế bao vây cái giường trong buồng một người tìm được cây xào Khều một cách tức tối dưới gầm giường quyết lôi cái thứ trong kia ra còn đang cầm gương chạy đầu tự nhiên quay lại thấy một cái đầu lăn từ dưới gầm giường ra Đồ đen xì tóc rối bù còn chớp mắt mấy cái nữa nhìn dáng cô bảy tới lúc đó cả nhà nghe qua thì thấy vô lý nhưng không tin thì cũng khó cả người tái xanh du lên bần bật thở hồn hển một cách khó khăn tôi chưa bao giờ thấy ai sợ đến mức đó trong đời mấy bạn có hình dung được không và riêng tôi thì tin tin hoàn toàn cô bảy lý do rất đơn giản lúc nghe tiếng xoảng của cái gương bể tôi bất giác quay đầu sang phía cửa buồng nhìn vào buồng như một phản xạ các bạn biết tôi thấy gì không đó là một cái đầu đen xì tóc hơi dài dưới bù như cô tôi miêu tả và ác một nỗi nó đang lăn vào trong gầm giường nơi nó chu ra ban nãy nó lăn không nhanh không chậm cỡ bốn năm vòng lấm mất hút dưới gầm giường tối om và một điều rùng rợn nữa chính mắt tôi thấy nó vừa lăn vừa nảy lên vài cái thế này nhá nếu là một trái banh lăn vào trong nó sẽ lăn rất đều vì hình thù tròn trịa còn ở đây nó là một cây đầu Tôi nhớ rất rõ là nó nảy nhẹ lên vài lần, mà sau này khi đã lớn và rảnh rỗi nhớ lại, tôi đã hiểu lý do. Nó vừa lăn vừa nảy lên vì nó bị vướng sống mũi. Có nghĩa là không có gì nhầm lẫn ở đây hết. Đó thực sự là một cái đầu người. Sau hơn một giờ lục lọi chán chê gầm giường và ba giờ tra hỏi, cả gia đình tạm kết luận là cô tôi hoa mắt. Nhưng có hai người câm lặng một cách bất lực vì không biết chứng minh dù tận mắt thấy cô Bảy và tôi. Chuyện này kết thúc giai đoạn tuổi thơ của tôi. Vì những chuyện sau vô cùng rùng rợn và khó tin lại xảy ra vào khi tôi đã lớn. Cả nhà tôi vẫn chối đây đầy, đầy chứ cô Bảy giờ đây đã sợ ma có tiếng. Nhưng giờ đây tôi đã nhận ra, cả gia đình tôi đã tin vào ma quỷ dù ngoài miệng luôn chối. Phần 3. Con quỷ trên cây mít Kể từ vụ cái đầu người dưới gầm giường Đã lâu rồi gia đình tôi không gặp chuyện kỳ lạ nữa Thấm thoát đã gần 10 năm Tôi năm đó đang học cấp 3 Một trường chuyên ở tỉnh Gia đình ở thôn Trường tuốt ở ngoài tỉnh Phải đạp xe đi học ngày hai buổi tuốt ở ngoài thị xã Nên lúc đầu tôi không quan tâm lắm Đến những dấu hiệu là ban đầu Một phần cũng vì gia đình tôi vốn sĩ diện Và không tin chuyện ma quỷ Lần đầu tôi nhận ra điều bất thường Là một trưa chủ nhật Mưa lớn lắm mưa lớn rồi nhỏ dần nhưng dài dẳng. Nhà tôi thì ngay góc ngã tư. Hôm đó, tôi đang ngồi đọc sách ngoài mái thềm thì một thằng bạn trong xóm chạy xe đạp lách cách dầm mưa. Bỗng nhiên xoẹt đùng. Đó là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy sét đánh. Tia sáng hòa làm lóa mắt tôi vài giây. Sét đánh sượt ngang thằng bạn, tưởng chỉ cần lệch vài cm là thằng bạn quy hóa về cháu ông bà. Cú cậu mặt cắt không còn một hột máu, ngơ ngác vài giây rồi ba chân bốn cẳng u té chạy về cả con xóm náo nhiệt hẳn lên vì theo nhân gian xét đánh như thế là có điều bất thường tao đi coi thầy rồi hôm đó có bầy quỷ bay ngang qua gia đình mày cẩn thận đi nhé ông thầy này nói có quỷ trong xóm của mình đó là câu mà tôi nhớ nhất trong vô số những câu nhảm nhí tôi hay nghe về chủ đề bói toán nhưng đau lòng là lần này không biết là có phải ăn may không vì câu này hoàn toàn chính xác. Một điều đau lòng hơn nữa, con quỷ đó đã chọn cây mít trong sân nhà tôi làm nơi trú ngụ. Vài ngày sau, những lúc ăn vội chén cơm buổi trưa để chuẩn bị đạp xe lên thị xã học, tôi thường nghe lỏm được gia đình chuyện trò với nhau. Bà hát, nói thấy một bóng đen hình người hay đứng dưới gốc cây mít nhà mình. Bà S còn thể là ban đêm, bà ấy thấy một bóng người đen xì ngồi trên cây mít Chắc chắn là không lầm lẫn được Vì tán cây vào ban đêm có hình tròn Còn ở đây Rõ ràng là một bóng đen hình người đang ngồi mà Lúc đầu thì tôi không tin lắm Vì dù đã từng gặp Tôi lúc đó vẫn còn an nổi mình rằng Có lẽ lúc nhỏ mình hoa mắt Nhưng rồi những dấu hiệu lạ Những chuyện tai ương Bất thường Đã buộc tôi phải chú ý Gần như ngày sau hôm xét đánh Cứ khoảng từ 6 giờ tối trở đi Quãng đường trước nhà tôi Luôn luôn có đụng xe đến mức cứ đi học về, tôi đã quen việc thấy đám đông làng trên xóm dưới tụ tập trước cửa nhà mình. Ở giữa là vài chiếc xe nát bét, vài vũng máu và một chiếc vỏ xe đang cháy rừng rực để cảnh sát giao thông dễ tìm đến hiện trường. Điều kỳ lạ là, đụng xe gần như liên tục, hầu như ngày nào cũng có, mà vị trí luôn là trước cửa nhà tôi. Tai nạn nhiều lắm, lý do thì đủ cả. Tính ra cũng cả chục người bị thương nặng. Hai người tàn phế, trong đó có một người đứt lìa lưỡi vài người chết sau khi tôi nhầm tính lại đường nhà tôi tối nhưng thiếu gì đoạn khác còn tối hơn đoạn đường nhà tôi cũng không hề quanh co trong khi chỉ cách đó một ngã tư một đoạn khác thậm chí còn tối và khó quẹo hơn nhiều thế thì tại sao tai nạn luôn là trước cửa nhà tôi tại sao luôn là tầm giờ đó tai nạn ngày càng nhiều đến mức cảnh sát giao thông quen mặt cứ tầm 6 giờ là y như rằng họ chờ sẵn có người gọi đến. Bà con rỗi hơi trong xóm thì không nói, nhưng có hôm một anh cảnh sát giao thông phát cáu. Cái khu này ma ám hay sao mà tai nạn hoài vậy? Giết rồi tụi tôi cứ nghe gọi có tai nạn là biết ngay khu này. Trong xóm bất an ghê lắm, và càng ngày người ta càng tin rằng do cái bóng đen trên cây mít kia gây ra. Vì trước đây cả xóm rất bình yên, đến mức vài người trong xóm còn phải mò sang xóm khác hóng chuyện tai nạn cho đỡ nhàm chán. Xóm tôi sau đó ra tiết quân luật cho bọn trẻ trong xóm. Ban đêm từ 6 giờ chiều cấm tiệt ra ngoài dù với bất kỳ lý do gì. Phạm vi áp dụng cho trẻ độ tuổi từ học cấp 2 trở xuống. Thậm chí vài người lớn tuổi cũng ngại đi ngang qua nhà tôi vào ban đêm. Và nếu có ai đi ngang thì y như rằng hôm sau sẽ có thêm một câu chuyện với chủ đề. Cái bóng người trên cây mít kia là ai? rồi đến một ngày nọ cũng lại mưa lầm rầm tôi cọc cạch đạp xe về nhà chén vội bữa trưa để tiếp tục lên trường đạp gần tới nhà thì thấy một cột khói bốc lên ở phía nhà mình không lẽ là cháy nhà nhưng may là nhà tôi không cháy cây mít nơi con quỷ trú ngụ bị cháy khói vẫn bốc lên ngọn cây đã gãy vị trí nhánh cây nơi người ta đồn nhau thấy bóng đen ngồi trên đó rõ mồn một giờ đã cháy khét lẹt gia đình kể lại là mưa không lớn lắm thậm chí không thấy sấm chớp. Vậy mà một tia sét dáng choang bất ngờ nện thẳng cánh vào ngọn cây mít. Một tiếng ầm làm cả xóm ai nấy dựng tóc gáy. Cây mít bị đánh tét cả ngọn, nhánh cây to nhất gãy lìa. Ngọn cây bốc cháy dữ dội, gần một giờ đồng hồ mới hết. Cả xóm bàn tán xôn xao đến tận khi tôi về mới tạm giải tán. Ai cũng cho rằng từ nay khỏe thân, nó đã bị thiên lôi đánh chết. Nhưng tất cả đã vui mừng quá sớm. Những vụ tai nạn như một phép lạ, Xong ngày đó đã hoàn toàn chấm dứt. Con quỷ đó đã mất nơi trú ngụ, nhưng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Mất nơi trú ngụ, con quỷ đã thực sự lộ diện. Mà nơi đó không đâu khác là ngay chính ngôi nhà của tôi. Nó đã chọn nhà của tôi làm nơi trú ngụ mới. Phần bốn, trời tay đôi với ma quỷ. Lúc trước khi nghe ai đó sợ ma tôi nghĩ ngay nếu nó chỉ đứng đó dọa mình mình không sợ là được còn nếu nó nhào tới bóc của mình thì nắm đấm này sẽ khiến nó trả giá vâng chính tôi cũng từng nghĩ như thế và đó là lý do tôi đã thử với con quỷ thành tinh trong nhà phải nói là một cảm giác rất yếu mốt dĩ nhiên kết quả là phần thua thuộc về tôi các bạn ạ nhưng thôi tôi vẫn tự hào rằng có lẽ tôi là số ít người làm được một việc cố chơi tay đôi với nó Câu chuyện bắt đầu sau hai ngày kể từ ngày cây mít bị đánh chết. Xóm đã yên bình không còn chứng kiến cảnh tai nạn nữa. Nhưng gia đình tôi thì không. Kể thêm một chút về ngôi nhà tới lúc này. Một ngôi nhà chính chia làm hai. Một nửa là nhà trên, một nửa là buồng ngủ. Bà nội tôi và cô bảy ngủ trong đây. Ngay sau nhà chính là ra nhà sau, không lót gạch mà chỉ có nền đất. Xung quanh có một hàng rào, được trồng bằng đủ thứ cây rậm rạp hàng rào phía trước là một hàng cây dâm bụt hàng rào bên hông là một bụi trúc cực lớn ban ngày thì mát ban đêm cực kỳ âm u sau hai gian nhà là sân sau cũng toàn trúc một cây xoài mút cực lớn và sân sau thì luôn tối om kể cả khi sáng trăng tôi ngủ một mình trên gian nhà khách có cửa chính hai cửa sổ nhỏ hai bên và bên hông nhà là một cửa sổ nhỏ nữa con quỷ thỉnh thoảng hay đứng nhòm vào trong qua ô cửa này Câu chuyện bắt đầu vào cái hôm đó. Một đêm đã khuya, đang mê man ngủ trên chiếc ghế bố hẹp. Tôi bỗng nghe tiếng bước chân người cực kỳ rõ, rõ một, một, rõ lắm các bạn ạ. Đó không phải là tiếng lộp cộp trên gác như những câu chuyện ma đầy dẫy trên mạng. Đó rõ ràng là tiếng bước chân người. Những tiếng loẹt xoẹt, loẹt xoẹt cứ lặp đi lặp lại. Tôi không biết diễn tả sao cho các bạn hình dung nhưng đó rõ ràng là tiếng bước chân người đang bước một cách đều đặn quái ai vậy nhỉ tôi tự hỏi và mở mắt cố nhìn quanh căn phòng sáng mờ mờ đèn đã tắt hết nhưng bóng đèn cả na đỏ trên bàn thờ vẫn để tuy sáng yếu ớt nhưng dư sức nhìn rõ người nào đang qua lại và dĩ nhiên tôi chẳng thấy ai cả vấn đề là ở chỗ tiếng bước chân đang bước đến trước mặt tôi ngay tiếng bước chân dừng lại là biết Nó cách tôi chỉ khoảng một sài tay Và dĩ nhiên tôi ngơ ngác trước cảnh đó Tiếng loài xoẹt dừng ngay trước mặt mình Trong khi cặp mắt đang mở thao láo của tôi Hoàn toàn không thấy ai cả Hoàng mang Lần đầu gặp chuyện kỳ quái này Tôi năm đó mới 15-16 tuổi Còn hơi nhát Tôi nằm im Cô nhắm mắt Dù biết cái thứ đó đã dừng ngay trước mặt tôi Và có lẽ đang nhìn tôi chầm chầm Khoảng 5 phút sau, tiếng loạt xoẹt lại đi. Nói thật, nghe rõ đến mức mấy thím cứ tưởng tượng ban ngày có người đứng nhìn mấy thím rồi quay đi thì tiếng bước chân nó cũng xoay như vậy. Tiếng loạt xoẹt đi dần về phía buồng, nhưng không dừng lại. Và sau đó, vang lên những tiếng thịch thịch đều đặn của một người đang bước xuống nền đất. Vấn đề là ở chỗ, từ nhà chính ra ra nhà sau, bắt buộc phải mở một cái cửa phụ bằng sắt, được gài chút cẩn thận ấy vậy mà tôi chỉ nghe rõ tiếng loẹt xoẹt khi đi trên gạch và tiếng thịch thịch khi đi trên đất tuyệt đối không có bất kỳ tiếng cõng kẹt nào cho thấy mở cửa phụ chắc mấy bạn cũng hiểu lý do rồi phải không nó đi xuyên tường sự việc diễn ra gần như liên tục ngày nào cũng có những ngày đầu gia đình tôi kiên quyết chối bỏ vì nếu làng xóm biết nhà tôi có ma gia đình sẽ chịu nhiều tai tiếng không hay nhưng tiếng chân quá rõ rõ như nhìn thấy người đi ban ngày mà lại tuyệt nhiên không thấy ai, khiến gia đình tôi vô cùng tức tối. Cả nhà họp nhau lại cả chục bận, tra khảo nhau xem ai lén đi đêm, hay là có ai bị mộng du. Và cuối cùng cũng như tôi, không cách nào giải thích nổi tại sao tiếng chân đi liền từ nhà chính ra nhà sau mà không hề nghe thấy tiếng mở cửa phụ. Dù cuối cùng một ngày nọ, khi nghe tôi kể hành động nằm im ngay ngắm của tôi, cô nằm tôi buồn miệng. Mày nhát như thế, Chắc sau này gặp ma quỷ Phải núp sau lưng con vợ thôi Thật là xúc phạm tôi quá Cũng chính vì câu nói này Mà tôi suy nghĩ rất nhiều Một thằng đàn ông mang tiếng hèn Thì sống ra sao đây Không Thả chết Chỉ nhất quyết không làm một thằng hèn Tôi quyết định hôm nay Tôi sẽ cạch tay đôi với nó một trận Có chết cũng thử một lần cho biết Từ nhỏ đến lớn Nghe chuyện có ma Tôi toàn nghe nhiều Ngất xỉu Bỏ chạy Chứ chưa thấy ai nhào đến con ma bao giờ. Tôi đã quyết sẽ cho cô Năm thấy tôi là một người đàn ông can đảm trong gia đình. Vâng, rất can đảm và cũng là một sai lầm khủng khiếp. Phần tiếp theo, con quỷ lại xuất hiện. Và lần này, tôi quyết tâm không cần bật đèn. Tung mền, vén mùng ra ngoài để bóc cổ nó. Những chuyện mà tôi nghe kể hay đọc trên Internet thường lặp lại một mô típ. Lúc lục đục hay tiếng bước chân trên gác trên tầng 3, tầng 4 và sau khi khổ chủ mò lên thì lập tức chấm dứt. Nhưng khi va chạm trực tiếp với con ma trong nhà, tôi nhận ra tôi bất hạnh biết bao. Ngày nào cũng thế, cứ tầm 23 đến 3 giờ sáng, ít như rằng cả gia đình tôi phải nghe một âm thanh quen thuộc. Tiếng bước chân người, cực kỳ rõ, không lầm cho bất kỳ con vật nào khác được. Nó luôn đi theo một hướng quen thuộc, từ gian nhà trên, cụ thể hơn là phía cửa sổ có bụi trúc lớn, dừng lại chỗ tôi đang ngủ một chút, sau đó tiếp tục bước đều đặn rõ mồn một, một ra sau buồng. Dù tiếng bước chân thay đổi khi nó đi từ nhà gạch ra cái nền đất của nhà sau và hoàn toàn không nghe nó mở cái cửa phụ. Có khi một đêm nó đi như vậy 2 đến 3 lần. Lần đầu vào khoảng gần 0 giờ, lát sau khoảng từ 1 đến 2 giờ sáng lại nghe tiếng nó đi như thế. Cả nhà ai cũng nghe và luôn luôn từ phía cửa sổ nhà trên dừng lại chỗ tôi, ra nhà sau, có khi lại vòng lên chỗ tôi một lần nữa. Sau đó nó lại đi ra nhà sau Tiếng thịch thịch cứ nhỏ dần Và mất hút trong khoảng không tối om của cái sân sau Phần tôi Ngay sau hôm ngày cô nằm gẹo gan Tôi rất tức tối Và đã chuẩn bị tinh thần mặt đối mặt một phen Nhưng đúng hôm đó Lại là một đêm hiếm hoi nó không xuất hiện uổng công tôi thu hết can đảm Của một đứa bé mới lớn Nhưng nó không bắt tôi đợi lâu Ngay đêm hôm sau Nó đã xuất hiện Lúc đó tầm khoảng gần 2-3 giờ nhưng... Tha thứ cho tôi. Lần đó không hiểu sao tôi lạnh giò, đắp chăn kín mít, cho đến khi nó đi hết quãng đường quen thuộc. Nghĩa là đi ra nhà sau, nó còn vòng thêm thăm tôi lần nữa. Tiếng bước chân loài xoẹt dừng ngay sát cái ghế bố tôi nằm. Im lặng tầm 20 phút trước khi tiếng bước chân cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất ở sân sau. Mình thật sự là một thằng hèn sao? Cả đời mình phải nhờ những người can đảm hơn che chở sao? Mình có còn là đàn ông không? Tôi thở dài, chăn chọc không ngủ được vì hành vi hèn nhát của mình. Suy nghĩ liên tục đến gần một giờ sáng, thì lần này căn đảm của một người đàn ông trong tôi đã trở lại. Dù tim vẫn đập hết sức nhanh. Cái hoàn cảnh kỳ lạ này tôi chưa từng nghe trong những câu chuyện ma từ nhỏ đến lớn. Nói đúng hơn, chưa thấy con ma nào bạo dạn đến thế. Tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện, đúng là từ phía cái cửa sổ có bụi trúc, không lẫn đi đâu được. Tiếng loạt xoẹt, loạt xoẹt cứ to dần, to dần từ phía cái cửa sổ đến thẳng vị trí tôi đang nằm và lại dừng lại ngay bên cạnh tôi. Tiếng bước chân im hẳn. Ok, chết thì chết. Ta muốn chạm vào ma một lần cho biết. Tôi thầm nghĩ. Không để bản thân suy nghĩ lâu, đầm dò dự. Tôi cố hít một hơi rồi mở to mắt, tung chân một cái thật mạnh. Cái màn cũng bị tôi vén sang một bên. Mạnh đến mức một góc bị giật đứt. Trước mắt tôi, cảnh vật không có gì lạ dù bầu không khí vô cùng căng thẳng ngọn đèn cả na leo lét chiếu sáng cái trang thầy. Một bàn thờ cửu huyền thất tổ, một bàn thờ ông nội và một bàn thờ ông địa ông thần tài. Hoàn toàn chẳng có gì. Hay là nó đi rồi? Không, không hề. Sau khi tôi đứng nhìn quanh quất cố nhìn rõ mặt, tay nắm chặt sẵn sàng tung một cú đấm thật mạnh nếu bất kỳ cái răng nanh nào lưu ra. Nhưng thực sự tôi chẳng thể nhìn thấy nó. Đứng ngơ ngác tầm 3 phút thì bất ngờ. Loẹt, xoẹt loẹt xoẹt, loẹt xoẹt. Tiếng bước chân bắt đầu quay đi, theo hướng cũ, đi về phía buồng ngủ. Các bạn có hình dung ra được không? Tiếng bước chân bắt đầu bước đi ngay sát bên cạnh tôi, có nghĩa là tôi đang đứng ngay bên cạnh nó. Vẫn tiếng loẹt xoẹt quen thuộc, rất to, to lắm, nghe rõ hơn cả ban ngày. Nó bước đều đặn từng bước như ban ngày, người ta bước chân phải, xong đến chân trái vậy. Mặc dù trước mặt tôi mấy cái bàn thờ vẫn sáng trưng, mấy cây nhang gia đình tôi đốt trước khi đi ngủ vẫn cháy răng dở. Tôi giữ người quá bất ngờ. Trường hợp này tôi chưa từng nghe qua từ nhỏ đến lớn. Tiếng động không ở đâu xa xôi, mà ngay ở bên cạnh tôi, ngay sát bên, tiếng bước chân người rõ mồn một, không phải tiếng lục đục, lục cộp trên khác, mà là ngay sát bên cạnh. Lỡ rồi, thử đi theo xem sao. Tôi tặc lưỡi. Thế là tôi đi theo, hay chưa Tôi không chạy Tự nhiên quên cả sợ Tôi đi dạo với nó các bạn ạ Tiếng loạt xoẹt đi đến đâu Tôi đi theo đến đó Nó vào buồng Tôi cũng theo Tuyệt nhiên không nhìn rõ nó Kể cả một cái gì có hình dáng người cũng không Giống như nó trong suốt Nên ta chỉ có thể nhìn xuyên qua vậy Cuối cùng nó đi về phía cửa phụ Loẹt xoẹt Loẹt xoẹt Thịch thịch Tôi ngừng hát Không thể hiểu nổi các bạn hiểu cho hoàn cảnh lúc đó tôi đi ngay sau tiếng bước chân tức là ngay sau nó thậm chí là sát bên nó tôi không thấy được nó nhưng vẫn thấy rõ cái cửa phụ dù hơi mờ và cuối cùng tiếng lòt xoẹt đi trên gạch đá đã chuyển thành tiếng thình thịch đi trên đất ngay trước mắt tôi trong khi tôi thì đánh bất lực vì cánh cửa phụ vẫn im lìm trước mặt tôi cái then cài còn nguyên sao sao lại vậy tôi đứng hình vài giây rồi không nghĩ nữa Tôi rút cái thèn két két Mở vội cái cửa phụ Nhào ra ra nhà sau nhưng đã muộn Tiếng thình thịch vẫn rất rõ Nhưng nhỏ dần Nhỏ dần về phía sân sau tối om Phía cây xoài cổ thụ Sau đó hoàn toàn im lặng Chỉ còn một màn đêm đậm đặc Không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì Và vài tiếng dế kêu nhỏ nhỏ Tôi đứng im Đầu trống rỗng, không sợ, không suy nghĩ được gì Hoàn toàn tỉnh táo nhưng bất lực hoàn toàn vì cực kỳ tin 100% vào tai và mắt mình, nhưng không thể hiểu nổi. Nếu ma chỉ có thế thôi, thì có gì đáng sợ? Tôi thầm nghĩ khi trở lại ghế bố. Nếu ngày mai nó trở lại, mình sẽ thử một lần nữa. Tôi nghĩ hôm sau cũng chỉ đến mà thôi. Nhưng không hề. Hôm sau, nó cho tôi nếm mùi các bạn ạ. Phần sau mới thực sự là cạch tay đôi nhé. Phần 6 trận chiến không cần sức sáng hôm sau cả nhà tôi vẫn ủ rũ như mọi hôm phần vì không ngủ được vì tiếng bước chân đi liên tục gần cả đêm phần vì những tiếng dị nghị của hàng xóm dường tôi tự nhiên thấy tự tin hơn hẳn hoặc là cảm thấy sang chảnh vì sự can đảm của mình tối qua thử hỏi xem có bao nhiêu người nghe tiếng bước chân tiếng động lạ thậm chí biết là nó đấy mà dám đi dạo song song với nó như mình tôi lúc đó nghĩ thế Thật là ngựa non hao đá Lúc này xóm tôi vẫn tối tăm Nhưng cũng có đèn điện Và nhà cửa bớt thưa thớt rồi Nhưng xóm nhà nào cũng ngủ sớm Có nhà hàng xóm gần nhà tôi Cụ thể là cách nhà tôi cái sân sau Ngày nào cũng sang thăm phiền rằng Đêm hôm nhà chị Sao có ai cứ đi thỉnh thịch giữa đêm khuya như thế Bà nói thế thôi Chứ tôi biết thừa Cái bà này sang hóng chuyện Cả bà ấy và nhà tôi Ai cũng thừa hiểu Cái giống gì bước đi ảo ào, ào vào lúc từ 0 đến 3 giờ sáng ấy. Nhưng một bên thì chỗ đầy đầy, còn bên kia thì mong ước sao cho nhà tôi tự thú. Nhà tôi cũng hỏi tôi nhiều, chủ yếu là hỏi tôi đêm hôm mở cửa sau làm gì. Đêm hôm sao không ngủ mà bước đi vòng vòng nhà làm gì vậy? Tôi cũng đáp gọn lỏn là đi đái, khỏi phải giải thích gì cho mệt, vinh mặt lên và chuẩn bị cho một đêm tuyệt vời như hôm qua. Đêm đến, đồng hồ đã chỉ 23 giờ không bảo đảm vì con ma này không phải lúc nào cũng đúng hẹn. Cảm giác hơi khó tả, nửa tò mò, nửa sợ sợ, nửa nôn nao. Không biết hôm nay thấy được mặt nó không nhỉ? Lúc đó, tôi hoàn toàn không ngờ được hậu quả. Đang tìm tiếp ngủ, lúc đó chắc đã khuya lắm. Đột nhiên từ phía sau cửa sổ nhỏ, phía bụi trúc âm u, tiếng loạt xoẹt lại bắt đầu. À hả? bạn Hiền lại đến đi dạo. Tôi nghĩ thế, vừa định tung chăn ngồi dậy như hôm qua thì tiếng loẹt xoẹt bỗng dưng im lặng khác hẳn mọi khi nó chỉ im lặng khi đến thật sát cái ghế bố tôi nằm lần này mới bước vài bước nó đã im hẳn kiểu như vẫn còn sát cái cửa sổ gần bụi trúc là nó đã dừng lại tôi định nhổm dậy xem chuyện gì xảy ra thì cái gì thế này toàn thân tôi bỗng dưng bất động cảm giác nó kỳ lắm các bạn ạ cơ bản vẫn sống vẫn thở bình thường mắt vẫn nhìn quanh quất được nhưng tuyệt nhiên cơ thể tôi lúc đó không thể cử động dù chỉ món ngón tay lúc đó tôi đang nằm trên ghế bố hai tay giữa hai bên hông cái mền đắp ngang bụng tôi định làm một cử chỉ thật đơn giản là ngồi dậy thậm chí chỉ nhúc nhích ngón tay thôi cũng không được thế là sao trước giờ có bị như vậy bao giờ đâu thứ duy nhất còn cử động được trên người tôi là phần đầu tôi cố gồng hết sức tuy không cử động được nhưng nhờ chút ánh trăng yếu ớt lọt vào phòng thấy cơ ngực mình rắn lại, cuồn cuộn, cái cổ nổi gân nổi guốc, mái tóc thì ướt đẫm mồ hôi. Phần đầu tôi đã nhích lên được một chút, và chỉ một chút đó thôi là hết. Có nghĩa là cái đầu chỉ nhích lên được 1 đến 2 cm, dù tôi đã cố hết sức. Tôi ngã xuống ghế bố như cũ, không cố gồng nữa, thở cái đã. Vừa thở hồn hển, vừa nhìn xuống phần thân mình, vẫn hoàn toàn bình thường, các ngón tay vẫn duỗi thẳng hai bên hông. Dù lúc này Tôi đang cố gắng nhúc nhích mấy ngón tay nhưng hoàn toàn vô ích. Sao lại thế? Kỳ vậy ta. Tôi vừa thở như trâu và ngay sau đó cố gắng ngồi dậy một lần nữa. Cố lên nào, bật dậy nào, cố lên nào. Tôi tự động viên mình ở trong đầu như thế và kết quả vẫn như cũ. Cả thân dưới từ ngực trở xuống hoàn toàn bất động, dù mồ hôi vã ra như tắm. Tôi vẫn nằm nguyên tư thế cũ, trên người lấm tấm mồ hôi từng giọt mồ hôi nặng trịch chảy luôn vào mắt. Sau khi tôi cố gắng, cố hết sức như thế đến 4 năm lần, chiếc ghế bố bắt đầu bốc mùi ngai ngái do thấm quá nhiều mồ hôi mà ra. Tôi nghỉ một chút, thở như trâu, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi từng nghe người ta bị ma đè, lúc thì tức ngực khó thở, lúc thì ngất xỉu. Còn tôi, sao tôi lại vẫn tỉnh? Vẫn hoàn toàn tỉnh táo, vẫn thở đều đặn bình thường, trừ khi cố gồng hết sức để ngồi dậy mà không được. Thế thì có phải là tôi đang bị ma đè hay không? Một điều kỳ lạ nữa, bình thường khi tôi cố gắng gồng tay hết sức để gồng cái gì liên quan đến cơ bắp, thế nào trong miệng cũng có vài âm thanh ư ử phát ra. Thế mà hôm nay, tôi cố gồng đến vã mồ hôi hột mà tuyệt nhiên không phát ra được một tiếng động nào. Tôi bắt đầu thấy hơi sợ. Đang thờ hồn hển, tranh thủ nhìn quanh quất một tí, thì hơi ôi, phía cửa sổ tối tăm, nơi nhìn ra phía bụi trúc có một cảm giác bất an phát ra từ phía đó cái cửa sổ trông ra ngoài sân thì không có gì nhưng trong góc tối sắt nó có một cái hình thù màu đen to tướng đang đứng thù lù một đống tôi không nhìn rõ mặt được vì ánh sáng chủ yếu nhờ ánh trăng lọt vào rất yếu nhưng tôi khẳng định là một cái bóng khá lớn hình người đang đứng trong góc tối đó lúc đầu tôi cố lờ đi nhìn những bức tường khác xung quanh nếu tập trung tôi có thể nhìn rõ đó là một bức vách bình thường nhưng riêng cái góc đó tôi vẫn nhìn rõ phần vách khác trừ một khoảng tối rõ ràng là một hình dáng con người thấy được đầu và thân nhưng không nhìn rõ mặt và chân tay mấy bạn cứ tưởng tượng hình thù gần giống như bóng của một bức tượng đang tạc dang dở cái đầu và thân vậy chưa tạc tay chân rõ ràng thôi bỏ mẹ rồi kêu cứu, cứu thôi nhưng kêu cứu, cứu thì nhục không Thôi cứ kêu Hôm qua dám đi theo nó cũng can đảm lắm rồi Tôi tự nhủ như thế Phần đầu và cổ tôi vẫn di chuyển được Tôi cố hết sức quay đầu lướt qua cái bóng đằng kia Hướng đầu về phía buồng ngủ Bà nội và cô bảy đang nằm trong đó Thế nhưng kỳ quái Tôi xoay đầu được Nhìn được Thậm chí tôi thề là tôi đã mở miệng ra rõ ràng Thế mà tuyệt nhiên Tôi không phát ra được một tiếng kêu nào Dù miệng đã mở rộng Thậm chí tôi cảm nhận được gân cổ đang nổi lên mạch máu ngay thái dương thì nhịp nhàng phập phồng tôi cố thử lần nữa cố hét thật lớn hết banh xóm cũng được nhưng hoàn toàn không phát ra được một âm thanh nào nằm lại ghế tiếp tục thở tôi thử lầm bầm vài câu xem tại sao lại đột nhiên bị mất giọng miệng tôi mở ra nhép liên tục thậm chí tôi thấy khô môi nhưng vẫn không có bất kỳ âm thanh nào phát ra chứ được nói một câu hoàn chỉnh thôi xong rồi không ai cứu mình nữa. Tôi hơi hoang mang, thu hết can đảm nhìn về cái góc đó, hơi mờ nhưng vẫn nhìn ra được. Cái khối đen sì hình người đó vẫn còn đó, lặng lẽ. Có cảm giác như nó đang nhìn tôi chăm chăm. Và dĩ nhiên, hôm nay không có tiếng bước chân đi quanh nhà nữa. Thôi nào, mình đòi chia tay đôi với nó mà, chẳng lẽ bỏ cuộc. Tôi thầm nghĩ, tôi quyết định cố thử một lần nữa. Phần thân vẫn im re, gân cổ nổi từng đoạn, mồ hôi lại ướt cả tóc, vài giọt chảy vào mắt cay xe. Mồ hôi ra nhiều quá, có giọt chảy luôn vào cái miệng đang nghiến răng nghiến lợi vận sức, mặn lắm. Khắp người tôi, từng giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài, và phần giữa chiếc ghế bố, vị trí cái lưng của tôi thì ướt như vừa mắc mưa vậy. Tôi quyết không thua nó, mỗi lần bật ngồi dậy, chỉ có cái đầu hơi nhức được một chút, không thành công. Tôi thở hồn hển một lúc ngắn là lại tiếp tục bật dậy tôi biết cơ thể không nghe lời mình nữa giọng nói của tôi có lẽ đã bị cái bóng đen kia lấy mất hoặc đã bị mất giọng tóm lại tôi chỉ còn một con đường cố hết sức bật dậy dù có phải thức trắng đêm nay để bật dậy như dân tập tạ cũng phải bật không ai có thể giúp tôi lúc này được nữa một lần không được thì hai lần dù có phải mệt cách mấy bật dậy đến một trăm lần tôi cũng phải cố gắng hết sức mày thầy đến lần thứ tám thì tôi bật dậy được các bạn ạ Điều đầu tiên tôi làm là bỏ qua mấy cái sĩ diện hão, vén mùng và bật ngay công tắc điện. Căn phòng sáng choang, tôi yên tâm hơn hẳn. Nhìn lại mình lúc đó thì ôi thôi, mồ hôi vã ra như tắm, từng ngón tay đã nhúc nhích được, tóc ướt đẫm mồ hôi, cả người tôi ướt như chuột. Từng giọt mồ hôi vẫn lăn đều trên lưng trên chán. Tôi thử gọi nhỏ tên mình ba lần, giọng của tôi đã trở lại bình thường. Đáng lo là cái ghế bố tôi nằm giờ đã ướt nhẹp, mùi sộc già rất khó chịu. Tôi tranh thủ đi vòng ra bên hông nhà, tức là phía bụi trúc, cố tìm cái bóng đen kia, nhưng vô ích. Nó đã lại biến mất. Quay trở vào nhà sau khi có tiếng chửi bới yêu cầu tắt đèn, và bà nội tôi rất ngạc nhiên. Sao mát trời, lại đêm hôm mà mồ hôi mày ra dữ vậy? Tôi đành cười trừ. Đặt lưng xuống giường, tôi hơi lo lắng khi nghĩ về đêm mai. Rõ ràng con ma này không dễ tính như tôi tưởng, nhưng thôi đêm mai tính sau cùng lắm mình lại cố bật dậy như hôm nay tuy hơi mệt một chút không có gì phải sợ cả